Hello, chào tất cả anh em nhá. Hôm nay thì mình quay lại với cái bàn xanh anh em ạ. Và cầm 20m quay lại với cái bàn xanh nhá. Đấy. Quay lại với cái bàn xanh để chiến đấu thôi. Chiến đấu trên cái bàn xanh. Hôm nay thì mình chơi theo cái này này anh em ơi. Chơi theo cái kiểu số thống kê phiên này nhá anh em nhá. Đấy. Cái lịch sử thống kê phiên này anh em. Anh em có thể thấy cái số lịch sử này, cái số thống kê phiên nhá. Em thấy chưa? Mã thống kê phiên ấy. Đấy, mình sẽ chơi theo cái kiểu gọi là lấy cái số thứ mấy đây, số thứ 3 nhá anh em nhá. Mình sẽ lấy theo kiểu số thứ 3, sau đó anh em cộng với mình con xí ngầu 2 đấy. Cộng với mình con xí ngầu 2 ở giữa ấy. Số thứ 3 ở đây thì chúng ta sẽ đếm nhá. 1, 2, 3 ở đây thì nó sẽ là còn 1 này. Đi nhờ, số thứ 3. Mã thống kê phiên nhá. Thống kê phiên này. Sau đó anh em cộng với mình con xí ngầu 2. Ok chưa? Trận ra tài lại ra xỉu. Chẵn ra tài lẻ ra xỉu nhá anh em nhá. Ở đây mình sẽ ghi chẵn lẻ, có quá nhiều anh em hiểu mình rồi đúng không? Mình lúc này cũng là chẵn ra tài lẻ ra xỉu. Đấy, đánh thuận anh em ạ. Ở đây chúng ta sẽ check luôn một tay nhá. 1 2 3 này. Ở đây lúc nào nó cũng là 1 nhá. Còn thứ 3 này lúc nào nó cũng là 1 anh em ơi. 1 này, 2 này, 3 này. Đấy, 1 cộng 2 thì nó sẽ bằng 3. 1 cộng 2 thì 1 cộng 2 ở xí ngầu 2 nhá thì nó sẽ bằng 3 đúng không ạ? 3 này anh em đánh mình một con xỉu nhá. Đá qua cho mình một con xỉu này. Tên này thì mình đánh gọi là 1M500 đi. 48k. Khởi đầu sao cho nó rực rỡ một chút nó mới ok đúng không anh em? Này này. Lệch đi đâu? Trốn đi anh em. Em mất là người bắn em tội. Địt mẹ mày này lệch vị đi đâu được. Từ từ nhá, để tôi làm gọi là tí những lời dối gian của Thái Hoàng cho nó nghe cho nó phiêu đúng không anh em? Địt mẹ thề luôn, anh em đánh tài xỉu anh em mở những lời dối gian của Thái Hoàng lên đánh nó địt mẹ cuốn bách cả lồn đấy anh em ạ. Đấy. Những lời dối gian nhá. Từ từ để tôi nghe nhạc, tôi đánh mới hay em ơi. Địt mẹ một khi nghe nhạc của Thái Hoàng vào đánh phê luôn. Đứng dối gian cho nhau thêm bao xót xa. Vậy ơi người yêu. Ok, chiếc cầu luôn nha anh em nhá. Xin lỗi anh em, mình muộn một chút anh em ạ. Tới muộn một chút. Ở đây thì nó tiếp tục làm con 1 này. 1 anh em cộng cho xính của 3 nhá. 1 cộng 3 thì nó sẽ bằng 4 này. 3 sẽ bằng 4 nhá. Đá con cho mình một tay tài. Ok chưa? Đơn giản, gian đởn. Và 1M 19k. 1 Apple nữa. Ơ kìa, lại. Cố lên. Kịp không? Vẫn kịp. Này, nặng luôn này. Địt mẹ mày. Ôi, 1 rồi. Ôi, hết cứu rồi. Làm tí những lời dối gian mà sao mà khởi đầu đen thế nhở Thái Hoàng, anh Thái Hoàng ơi. Đen quá. Không biết có anh em nào thích nghe nhạc Thái Hoàng như mình không nhở? Đấy, giao lưu tí bằng đá tí comment đi anh em. Đấy, anh em thích nghe nhạc Thái Hoàng thì đá tí comment nhá. Còn đối với những anh em nào có thắc mắc gì mà muốn mình giải đáp ấy thì cứ đá comment cho mình nhá. Đá tí comment cho mình biết mình sẽ giải đáp cho anh em mà. Đơn giản vậy thôi. Ok, thì anh em xem video của mình, anh em cảm thấy video hay, công thức mình chia sẻ uy tín thì đừng quên để lại cho mình một like, một đăng ký kênh nhá. Đồng thời anh em bấm chuông để nhận được thông báo mới nhất về video của mình nhá. Ở đây thì chúng ta có một con 1 và cộng cho xí ngầu 2 nó còn 1 luôn. 1 cộng 1 thì bằng 2 đúng không? Anh em biết rồi ạ. Thì anh em vẫn đánh tài mình nhá. Tài này mình vào gọi là ba củ cho nó ngon luôn này. Đã chơi rồi nó phải chiến luôn. Chuyện tình yêu bao lối đi. Nào. Địt mẹ, tay này kết tài vẫn luôn ơi. Ôi giời, tưởng con 6 rồi anh em. Ôi giời ơi. Lệch vị luôn anh em. Địt mẹ cái quả cầu này. Má mày. 5M vẫn chưa đủ đâu. Tiếng kết anh em ơi, tiếng kết. Ở đây thì đáng lẽ ra là phải đánh xỉu này. Nó công thức nó chỉ đánh xỉu nhưng mà tiếng này anh em có thể nhìn thấy cái cầu ở đi này. Đấy. Tay thứ 3 là dài nhất rồi đúng không? Đấy. 3 lần là dài nhất rồi. Nên là mình sẽ gọi là mình đánh tài quả này nhá. 8M tài, ok chưa? Đỗ đi, mở nhạc Thái Hoàng lên rồi mà vẫn xịt cái tiếng kết này nữa thì chịu đấy anh em ạ. Địt mẹ à mày. Cố lên nào. Tên này mà xịt thì đúng là mở nhạc Jack 5 củ lên mà nghe anh em ạ. Chứ Thái Hoàng gì nữa. Địt mẹ à mày.
Ui giời ơi, nào 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 nào, 8 củ của tôi 6 rồi. Đít mẹ mày chê. Đít mẹ là 66 anh em ơi. Ấm chưa anh em? Đít còn mẹ nó đang tính bắt theo công thức mà gặp cái quả cầu đi theo xu hướng đẹp quá anh em ạ. Đít mẹ. Như thế thì lệch như thế nào được anh em, đúng không ạ? Lệch như thế nào được? Mình đã ngắm rồi, trong tầm ngắm của mình thì đéo thể lệch được anh em ơi. Như vậy là có lãi rồi đấy. Thái Hoàng, ok Thái Hoàng nhá. Cảm ơn anh Thái Hoàng rất là nhiều. Quả nhạc của anh đã làm em đi mà thức tỉnh. Thức tỉnh và bú ngay 5 mét. Ngon thật anh em ạ. Đấy thì sẽ đánh nốt tay này nhá. Để check nốt tay này này. Anh em vào thống kê viên cho mình này. Anh em lưu ý công thức mình chia sẻ lúc nào cũng là uy tín và đơn giản cho anh em nhá. Đấy. Thì ở đây chúng ta sẽ có một con 1 này. 1 anh em cộng với 6 thì nó sẽ bằng 7 đúng không ạ? 1 cộng 6 bằng 7 nhá. Thì anh em đánh cho mình con xỉu. Tay này thì bẻ đang xỉu được rồi. 6 lít này. Con mẹ à, 16 lít luôn. Đấy nha, số lẻ đấy nha anh em nhá. Ui, 1 này. Ê, tài đi. Điệt mẹ nó đéo ra tài luôn. Mình phán bảo nó ra tài nó không thèm ra luôn, anh em hiểu đấy. Ok nhá, 6 mở lại anh em thấy ấm chưa? Thấy ấm chưa anh em? Thấy ấm chưa? Nói chung là anh em đánh theo công thức nhá, nó là một phần đúng không ạ? Chính xác là khoảng 60-70% tùy theo anh em ngắm thôi. Ví dụ anh em ngắm cái tiếng kết cầu đi theo xu hướng mà đẹp, anh em ngắm nhưng tiếng kết của anh em, anh em có thể gà, kể cả nó ngược lại với công thức cũng được, cốt là tiếng kết của anh em tôi đấy. Như mình vừa nãy đấy, gà phát 8M luôn, đít co mẹ nó bú lên phát này nó ấm luôn anh em ạ. Đấy, hẹn nói chung là như này là chốt lãi được rồi, 5M là chốt lãi được rồi anh em đó. Ok, hẹn gặp lại anh em ở những clip lần sau nhá. Đấy, nếu thấy hay thì đừng quên bấm like và bấm chia sẻ cho mình nhá anh em nhá. Đấy, chia sẻ rộng rãi để nhiều anh em biết đến mình đúng không ạ? Đó, nhiều anh em biết đến thì cũng như là anh em sẽ biết đến cái công thức của mình, nó anh em chơi anh em làm giàu lên, đơn giản vậy thôi đúng không ạ? Làm giàu không làm giàu được đâu, nhưng mà anh em sẽ kiếm được tiền đấy, kiếm được tiền, số tiền cũng khá là ok đấy anh em. Ok, để xem tay này sẽ ra gì này, đặt nốt cho anh em xem nhá. Tay này mình nghĩ nó sẽ ra tài đấy, tài luôn anh em ạ. Ok, hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau nha, bye bye anh em.